Xin chào quý vị các bạn, sự hoạt động của vùng hội tụ gió trên các mực khí quyển tầng cao kết hợp với những sóng lạnh tầng mặt đất sẽ vẫn gây mưa cho các tỉnh thành ở khu vực Bắc Bộ trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, vùng mưa sẽ thu hẹp hơn và tập trung chính ở các tỉnh vùng núi vào đêm và sáng. Ban ngày thời tiết khô ráo hơn và có lúc hửng nắng nhẹ nên mức nhiệt độ cao nhất ngày sẽ dao động phổ biến trong khoảng là 23 đến 25 độ. Ở các tỉnh Đông Bắc, còn các tỉnh ở phía Tây như là ở tại Lai Châu, Điện Biên sẽ có mức nhiệt độ là 26 đến 28 độ. Đới gió Đông Bắc trong khối khí lạnh sẽ vẫn gây mưa cho các tỉnh duyên hải miền Trung trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, vùng mưa sẽ thu hẹp dần cả về diện và lượng, tập trung nhiều ở các tỉnh Trung Trung Bộ như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng. Đồng thời, nền nhiệt độ cũng sẽ ở ngưỡng khá mát mẻ, phổ biến trong khoảng từ 25 đến 28 độ cho các tỉnh thành khu vực từ Thanh Hóa cho đến Quảng Ngãi. Đi sâu xuống các tỉnh Nam Trung Bộ, thời tiết ít biến đổi, phổ biến ít mưa ngày nắng, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 29 cho đến 32 độ. Đã bước vào những tháng cuối của mùa khô, đây cũng là giai đoạn thời tiết có nhiều biến đổi trong ngày của khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Ban ngày sẽ là kiểu thời tiết ít mưa, ngày nắng nhiều, với ngưỡng nhiệt cao nhất lên đến 32 đến 35 độ ở Tây Nguyên và 33 đến 36 độ ở các tỉnh thành Nam Bộ. Cùng với đó, độ ẩm xuống rất thấp lúc trưa chiều khiến cho tình trạng oi bức tại các tỉnh thành phía Nam này trở nên gay gắt hơn. Đây cũng là những tác nhân thuận lợi cho các đám cháy dễ dàng phát sinh và bùng nổ. Vì thế, người dân cũng nên lưu ý đề phòng. Và tiếp nối bản tin, xin mời quý vị cùng đến với dự báo chi tiết tại một số thành phố lớn trên cả nước. Ngày hôm nay, thời tiết thủ đô Hà Nội sẽ duy trì trạng thái nhiều mây và có mưa rào nhẹ vào đêm và sáng sớm. Ban ngày thời tiết khô ráo hơn, trời có lúc hửng nắng nhẹ. Tuy nhiên, cường độ nắng còn khá yếu và chỉ bừng lên gián đoạn trong ngày, nên nhiệt độ cao nhất cũng chỉ lên được khoảng 24-25 độ. Thưa quý vị, trong thời tiết giao mùa thường phát sinh khá nhiều các loại bệnh về viêm đường hô hấp, đặc biệt là với các em nhỏ. Vì thế, các bậc phụ huynh vẫn nên lưu ý tăng cường bổ sung thực phẩm có lợi để nâng cao sức đề kháng cho các bé. Cùng chung xu thế thời tiết với các tỉnh Bắc Bộ, thành phố Hải Phòng cũng có một ngày thời tiết tốt dần trong ngày. Vào đêm và sáng tại thành phố vẫn là phổ biến nhiều mây và có mưa rào nhẹ. Tiết trời hơi se lạnh với mức nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 20 đến 21 độ. Vì vậy, khi ra ngoài trong thời điểm này, quý vị cũng cần lưu ý giữ ấm cơ thể để đảm bảo sức khỏe ổn định. Còn trong ngày, thời tiết sẽ có lúc hửng nắng yếu, nhiệt độ cao nhất ngày cũng ở ngưỡng là 23 đến 24 độ. Thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động sản xuất, lưu thông cũng như sinh hoạt thường nhật của người dân. Ngày hôm nay thì đới gió Đông Bắc trong sóng lạnh từ phía Bắc vẫn tiếp tục gây mưa cho thành phố ven biển Đà Nẵng. Tuy nhiên, lượng mưa cũng không còn nhiều và chủ yếu diễn ra vào đêm và sáng. Ban ngày thời tiết tạnh ráo hơn nhưng vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, đôi lúc trời hửng sáng. Ngưỡng nhiệt độ cao nhất ngày sẽ rơi vào mức là 27 cho đến 29 độ. Những cơn mưa dông đã khiến cho nền nhiệt độ ở thành phố trở về ngưỡng khá mát mẻ. Với đặc trưng của thành phố biển phía Nam nên trong giai đoạn này thời tiết tại thành phố Nha Trang khá ổn định và ôn hòa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong khoảng là 31 cho đến 32 độ, thấp nhất là 24 đến 25 độ. Nhìn chung thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động du lịch, dã ngoại và hoạt động ngoài trời của du khách đến thăm nơi đây. Ngày hôm nay tình trạng nắng nóng vẫn duy trì tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng cường độ có xu hướng giảm nhẹ với nền nhiệt độ cao nhất ngày ở ngưỡng 34-35 độ. Đây mới chỉ là mức nhiệt đo được trong liều khí tượng, nên ngoài thực tế còn phải tăng thêm từ 1 đến 2 độ nữa. Thời tiết khá oi bức và khó chịu nên quý vị nhớ thường xuyên uống nước và hạn chế các hoạt động ngoài trời trong thời điểm có nắng mạnh để đảm bảo sức khỏe ổn định. Về chiều tối thì trời cũng hầu như không mưa, nhưng bầu không khí sẽ trở nên dễ chịu hơn khi nhiệt độ giảm nhanh xuống mức thấp nhất, dao động trong khoảng 26-27 độ. Độ ẩm không khí hôm nay tại thành phố vào khoảng là từ 52 cho đến 85%. Nằm ở khu vực miền Tây Nam Bộ, thành phố Cần Thơ cũng có kiểu thời tiết ít mưa ngày nắng nhiều, đặc trưng phổ biến của mùa khô vùng khí hậu nhiệt đới. Tuy nhiên, nơi đây sở hữu hệ thống sông ngòi dày đặc nên nền nhiệt độ của thành phố có phần thấp hơn so với các tỉnh thành ở miền Đông. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay của thành phố sẽ rơi vào 33-34 độ. Với kiểu thời tiết khô nóng như trên thì sẽ khá thuận lợi cho bà con hong phơi các sản phẩm nông lâm thủy hải sản của miền sông nước. Thời tiết ban đêm tại thành phố cũng dễ chịu hơn với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến là 26-27 độ. Độ ẩm trong không khí hôm nay ở tại Cần Thơ vào khoảng 55-85%. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của VTC14. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.